Có chưa chú? Tới nơi. Chào anh em nha. Hôm nay thì tám chinh chiến miền Đông khai trương đầu năm nha các bạn. Ở đây là hôm nay đi gồm có anh già, anh này là gọi là Bình già. Cao thủ đó các bạn. Ở kia là anh Chính. Anh Chính ở Củ Chi, còn anh Bình thì ở Bình Tân. Ở đây cái địa điểm ở đây là đập Tân Hà, huyện gì đây các bạn? Không phải. Đập đập Tân Hà, huyện xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận nha anh em. Rồi mình cũng mới tới rồi anh em đón xem kết quả nha. Bây giờ mình cũng chưa biết là quýnh cái gì nữa. Rồi cứ lên clip rồi hãy tính nha anh em. Mình mới vừa tới nha anh em. Thấy cá sặc thì có dấu cá sặc nó giận nha anh em. Đây nè, mấy cái luồng này mà tối là quýnh cá lóc là khỏi chơi luôn nha các bạn. Mình mở đầu giờ này còn sớm các bạn. Giờ này khoảng 3 giờ. Mình mới vừa tới thôi. Bây giờ là mình sẽ quýnh thử cái sặc nha các bạn. Kiếm mới kiến quá các bạn ơi, kiến nó cắn quá. Để mình kiếm cái gì vậy ta? Đậu ngoài đó anh. Dạ. Anh đậu ngoài đó. Còn điểm này nha các bạn. Đấu câu sặc rồi không? À, em câu cái sặc rồi để câu cái sặc thử coi, nếu mà không được thì em câu cái chơi. Nói chung em đa hại, anh cứ lo phần cái lóc của anh đi. Em thì đủ hại chứ á. Rồi. Nó cũng có sẵn nha, mình sợ tại nước nó hơi trong đó các bạn, mình cũng không dám động nhiều, sợ nó cá nó nhát. Chết chà, mình mới vừa thảy xuống là các bạn coi cá nó vô nha các bạn. Sao Dũng? Đó, các bạn thấy cái đầu cá nó vô rồi. Quá đã. Con đầu tiên nha anh em. Hơi nhỏ. Con này hơi nhỏ nha các bạn. Wow, dữ quá, làm dữ quá. Wow.
Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Con này bự nha các bạn. Con này to nha các bạn. Quá đã luôn. Wow, quá đã. Phê quá anh em ơi. Phê quá anh em ơi. Làm lia lịa luôn. Wow, đèn thui luôn các bạn ơi. Quá đã các bạn. Các bạn, trời nhá nhem tối rồi các bạn. Cỡ này là chơi được các bạn. Cá này đen, nhưng mà cá năm nay mình quay lại chỗ này thì cá nó không được mập lắm các bạn. Cá này ngon. Cá này cỡ khoảng chục con ký các bạn. Giờ kiếm cá lớn hơn chắc cũng hơi bị khó rồi, cho nên là chục con ký là vui rồi các bạn. Nuốt hơi sâu, hôm nay mình quên đem cái cây gỡ cái sặc. Cá bự quá mà nó thắt vô cọng cỏ rồi các bạn ơi. Không biết bắt cá này được hay không nữa. Con cá bự quá mà giờ nó thắt vô đây luôn rồi các bạn. Chắc mình phải lấy cái liềm quá.
luôn các bạn. Quá đã các bạn, tưởng đâu xảy rồi chứ, còn một lứa các bạn, chục con ký các bạn, tưởng đâu xảy rồi. Đổ ba lỗ này, đổ sơ lại đi. Cái rô cái rô nhiều dữ vậy. Cái rô hơi nhỏ các bạn ơi, năm nay chắc cá rô nhiều hay sao, nãy giờ hai con đầu tiên là cá rô rồi các bạn. Em dọn đây tối anh quýnh em. Dạ, bình. Dạ. Nãy giờ lệnh được anh nào chưa? Nãy giờ hai em rồi. Trời ơi, dẫn với tám hoài. Chúc mừng ha. Chúc mừng. Chúc mừng. Đang quay hả? Đang quay đó. Xấu trai quá, đừng xuất hiện trước màn hình của tám nha. Cá rô không vậy ta? Sao năm nay cá rô nhiều dữ vậy ta? Hugo. Nãy giờ ba chú cá rô rồi các bạn ơi. Năm nay tình hình năm nay cái bộ cá rô nó hơi nhiều. Cá nhỏ nhỏ không anh? Không rồi mấy đứa em nó quýnh to. Ồ, cá rô không các bạn ơi. Con này cá rô này ngon nè. Con này bự nè các bạn. Cá mập ú luôn các bạn. Trùng quay à. Đây gỡ mỏ, gỡ lưỡi đâu không biết. Mình chia sẻ với anh em một cái mồi đơn giản mà rẻ tiền dễ kiếm, mà câu cá sặc thì khỏi, nói chung là cá con nó ít có phá được nha anh em. Mấy anh em cứ thấy mình cứ dở lên dở xuống hoài cứ hỏi. Đây ha ha, đây là con trùng mũ có chưa con? Mình mới đi chú. À mới đi hả? Dạ. Ừ. Trùng mũ nha các bạn, ngắt miếng thôi đó. Mình đi ở những cái điểm nào, nói chung là cá lớn cá nhỏ gì cũng ăn hết nha các bạn. Chỉ có cái này là mình chống những cái con cá nhỏ đây nè các bạn, thấy không? À, những con cá con nó phá đó, rồi mình móc một ít trứng kiến lên cái đầu mũi lưỡi nha các bạn. Cái con trùng mũ, tại con cá trẻ có cá sặc này nó cũng ăn tạp lắm các bạn. Khi nó chịu ăn rồi thì cái gì nó cũng ăn hết. Câu các bạn, câu thịt cũng được, nó cũng ăn, câu gì nó cũng ăn hết. Nhưng mà con trùng thì nó tiện lợi nhất.
Con trùng thì cá rô, cá chê, cái gì nó cũng ăn hết. Đơn giản ra mua 5.000 trùng mũ rồi các bạn, ngắt khúc thôi. 5.000 trùng. Ghim nè. Nãy giờ mới thấy được con cá sặc thứ hai. Nãy giờ mấy con thứ hai nha các bạn. Cá hơi non các bạn ơi. Rồi cứ bỏ đây rồi chút nữa mình coi mấy nhỏ nhỏ anh thả hết các bạn ơi. Ai cha, trời ơi. Có bộ làm ăn được á nghe. Không tưởng mà thì lại có hả anh ta? À, nó nằm đây mà nãy giờ đi kiếm quá trời luôn. Còn chỗ nữa muốn người ta chỉ à. Đâu? Mà điểm trống lóc. Ở đâu? Cái lần này nè. Lần đắng hả? À, kéo mấy đường ra đâu mẹ. Quá tài luôn mà có cái lâu rồi dọn trống lóc cái con đường nha. Đóng rồi nó ăn cặp mà lối. Đúng rồi, đúng rồi. Ai cha, trời ơi. anh chính anh để ý rồi nha. chết rồi kiểu này anh chính anh để ý không được rồi. Vậy sao giấu nghề được đây, không biết trước mắt anh sao giấu được. Anh già này thì giờ khỏi giấu anh biết rồi. Rồi giờ ngồi me không rồi. Chết lại ngồi chơi nè, ngồi gần đây chơi nè. Rồi thì coi giờ gọn mấy chút nữa chạy ra ngoài mua thêm con gà ăn vịt luôn đi rồi bái thầy luôn. Chuyện gì đâu qua đó, cá lóc thì tôi phải học nghề tôi bái thầy mấy anh, nhưng mà cái này là mấy anh phải bái là tôi chứ, phải không Chính? Đúng, đúng. Anh lớn đâu phải anh lớn là anh ngon. Đúng rồi, đó chính xác. Nghề nghiệp không phân lớn nhỏ. À, nghề đó mà. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Đi về á. À, đi về. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cá sặc rằn nha anh em. Đây này mới thu nhận đệ tử mới nha các bạn. Trời ơi. Cái gì vậy? Ui, trời ơi. tưởng đâu là cái nái rồi chứ. Chút nữa mày biết rồi. Chút nữa mình lên dĩa nè con. Cỡ này lên dĩa được rồi. Ừ. Bỏ ra luôn đi. Cỡ đó lên bếp được rồi, lên lò được rồi. Yeah, nãy giá mạnh nè. Nãy giá mạnh á. Anh khác á, mà cũng phải vậy đó. Ừ. Có anh để đặng đâu, để đặng á sao ạ? Lấy mình đốt ngày một cái cây. Ừ. Mày hả mày?
Đùa với anh Tám à. Nói nghe anh em, nghỉ gia lao nãy giờ, nãy giờ mình chuẩn bị đồ. Cái chà lúc hơi sâu. Lúng hả mày? Ô trời ơi. Quá đã, quá đã. Ồ, quá đã nha anh em. Ú nu ú nằng luôn anh em ơi. Quá sướng luôn nha. Cũng được, ngon cá được. Không nhỏ lắm. Anh Bình già anh thấy anh thèm anh Chính ơi. Lát khủng luôn rồi các bạn. Quá đã luôn. U chà. Thôi rồi, bằng tay. Bằng tay cầm không hết luôn các bạn. Quá đã luôn. Thật ra quá dữ luôn. Quên mở máy nữa. Đây nè nha anh em, thắt lát này nha, cầm nè các bạn, thật nhìn thắt lát nè, ghê không? Đó, cái điện thoại nó mờ. Cần cái lều xong anh em ơi, tối vô ngủ lều anh em. Ở trên đây mình làm cái bạc nè cho nó đừng có xương nè, cái này xương dữ lắm các bạn. Mấy anh em đang nấu nước, uống nước trà các bạn, pha nước trà uống. Đây đi nhờ có anh này, anh già này, anh chủ sĩ, anh giỏi, anh hay vô này lắm các bạn ơi. À, cầu từ tối đến giờ nha các bạn. Chiều tối, nói chung mình tới đây cũng hơi tối rồi. Đây kết quả được là mớ thắt lát với lại mớ cái sặc cá cũng được, chứ không lớn lắm mà cũng không nhỏ nha các bạn. Bây giờ ba anh em tiếp tục di chuyển qua điểm khác nha các bạn. Giờ thì cũng 7 giờ mấy nắng rồi. Anh em giờ đang di chuyển qua bên cánh khác. Rồi anh em đón kia xem tập tiếp theo nha. Còn cá thì mình cũng chưa biết cá gì bên đó nữa. Rồi tạm biệt anh em.